Phẩm công đức danh tự, phẩm thứ ba. Lúc ấy Đức Như Lai bảo Bồ Tát Ca Diếp: Thiện nam tử, nay ông nên khéo giữ lấy kinh này, công đức sẵn có trong từng câu chữ. Người thiện nam tín nữ nào nghe được tên kinh này không thể sanh vào trong bốn cảnh giới xấu. Tại sao vậy? Vì kinh điển này là chỗ tu tập của vô lượng vô biên chư Phật. Nay ta sắp nói ra chỗ được công đức. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nên đặt tên kinh là gì? Chư Đại Bồ Tát nên cung kính giữ gìn như thế nào? Phật dạy Ca Diếp: Kinh này tên là Đại Bát Niết Bàn. Đầu kinh, giữa kinh cho đến cuối kinh đều là những lời lành cả, nghĩa lý sâu xa, văn chương hay khéo, tinh túy, thuần khiết, đầy đủ phạm hạnh, thanh tịnh, là kho tàng kim cương quý báu, chọn đủ không thiếu. Nay ông hãy nghe cho kỹ, ta sẽ giảng thuyết. Thiện nam tử, nói là đại nghĩa là thường, như tám con sông lớn đều đổ vào nơi biển cả. Kinh này cũng vậy, hàng phục tất cả phiền não trói buộc, cùng các tánh ma, sau đó mới nhập đại niết bàn, buông bỏ thân mạng, vì vậy nên gọi kinh này là Đại Bát Niết Bàn. Thiện nam tử, lại như vị thầy thuốc kia có một phương thuốc bí truyền, có thể thâu nhiếp tất cả các phương thuốc khác. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế, tất cả các pháp môn bí mật sâu kín của diệu pháp mà Như Lai đã thuyết đều có đủ trong Đại Bát Niết Bàn, vì vậy nên gọi kinh này là Đại Bát Niết Bàn. Thiện nam tử, ví như người làm ruộng gieo giống vào mùa xuân rồi thì bắt đầu trông đợi, đến khi thu hoạch rồi liền dứt hết mọi sự trông mong. Thiện nam tử, tất cả chúng sinh cũng thế, trong khi tu học các kinh thường trông mong được sự lợi ích. Nếu như nghe được kinh Đại Bát Niết Bàn này rồi thì lòng trông mong sự lợi ích ở các kinh khác ắt sẽ không còn. Kinh Đại Bát Niết Bàn này có thể đưa chúng sanh thoát ra khỏi dòng sanh tử lưu chuyển. Thiện nam tử, ví như trong các dấu chân voi là lớn nhất, kinh này cũng thế, là cao trỗi nhất trong những phép tam muội của các kinh. Thiện nam tử, ví như cày ruộng, cày lúc mùa thu là tốt nhất, kinh này cũng thế, là hơn hết trong các kinh. Thiện nam tử, ví như trong các món thuốc, món để hổ là bậc nhất, vì khéo trị được lòng nóng nảy và não loạn của chúng sanh, nên pháp đại niết bàn này cũng là bậc nhất. Thiện nam tử, ví như món sữa ngọt có đủ 8 vị, kinh Đại Bát Niết Bàn cũng có đủ 8 vị. Thế nào là 8? Một là thường tồn, hai là không biến đổi, ba là yên ổn, bốn là trong sạch mát mẻ, năm là chẳng già suy, sáu là chẳng diệt mất, bảy là không nhiễm ô, tám là vui thích. Đó là 8 vị. Bởi có đủ 8 vị nên gọi kinh này là Đại Bát Niết Bàn. Trừ Đại Bồ Tát, nếu trụ yên nơi kinh này thì có thể thị hiện Niết Bàn ở khắp mọi nơi, cho nên gọi kinh này là Đại Bát Niết Bàn. Ca Diếp, như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn do nơi kinh Đại Bát Niết Bàn này mà được Niết Bàn thì nên học lẽ này. Như Lai là thường trụ, pháp và tăng cũng là thường trụ. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Hay lạ thay Đức Thế Tôn, công đức của Như Lai thật không thể nghĩ bàn, pháp và tăng cũng vậy không thể nghĩ bàn, kinh Đại Bát Niết Bàn này cũng không thể nghĩ bàn. Nếu ai tu học kinh điển này, người ấy được pháp môn cao chỗ nhất, có thể làm bậc lương y. Nếu ai chưa tu học kinh này nên biết rằng đó là người tối tăm, không có mắt huệ, bị vô minh che khuất.